khác biệt đối với Việt Nam mình, gia đình nhà mình qua bước chân xuống. Điều đầu tiên mình tiếp xúc ở bên đất nước Thái đó là cái gì ạ? Là mình đi ăn, đúng không ạ? Nhà mình nhận xét cái bữa ăn ở bên Thái thế nào ạ? Đồ ăn của Thái có ngon không ạ? Nhìn không thấy trả lời như này, quay đi chỗ khác còn không biết thế nào rồi, đúng không ạ? Thật ra thì mình ăn cái nhà hàng trong sân bay này nó là cái gọi như là ăn tạm thôi, cho mình đỡ đói thôi. Nó cũng không phải là một cái nhà hàng mà thuần đồ ăn của Thái Lan. Tuy nhiên em cũng phải là chuẩn bị tâm lý trước cho đoàn là cái đồ ăn của bên Thái này thường nó không hợp khẩu vị đối với lại người Việt mình. Có thể đối với người miền Nam mình thì còn dễ chịu hơn, chứ người miền Bắc. Em vừa đi cái đoàn mà em tiễn sáng ngày hôm nay đó là ở Quảng Ninh, ăn đến ngày thứ hai thôi là khách kêu trời, không ăn nổi được gì nữa, vào chỉ ăn chút chút cơm sau đó về đi ra bên ngoài ăn. Tại sao ạ? Vì cái khẩu vị người ăn của người Thái á, là ăn rất chua, rất cay và rất ngọt ạ. Ba cái khẩu vị như thế này thôi. Đó, và chính vì thế mà mình ăn đến ngày thứ nhất, ăn đến ngày thứ hai, các bữa ăn nó cứ ra những cái đồ ăn na ná với nhau như vậy. Ít ăn rau lắm ạ, rau cũng có chiên xào thôi, chứ ít ăn rau luộc. Cho nên ăn đến bữa thứ tư chẳng hạn, bữa thứ ba, bữa thứ tư, chẳng hạn là bắt đầu cảm thấy chán rồi, không có buồn ăn, không có muốn ăn nữa. Đó. Nhưng mà em vẫn hay chia sẻ với du khách là mình đi chơi, mình đi du lịch thì luôn luôn để cái tinh thần là mình khám phá đất nước Thái Lan, ẩm thực cũng là cái để mình đáng mình khám phá. Đừng ai quá nặng nề về vấn đề ăn uống, ăn trong tour mình ăn một chút để lấy sức, sau đó ra bên ngoài thưởng thức món ăn đồng phố của Thái Lan nữa. Và ăn với tinh thần là khám phá ẩm thực đất nước Thái Lan là chính nha. Chứ đừng có trông đợi là nó ngon như cơm nhà thì nó sẽ không được như cơm nhà. Đó. Cái điều khác biệt thứ hai mà nhà mình nhìn thấy ở bên đất nước Thái rồi là tham gia giao thông, đúng không ạ? Bên Thái thì đi ngược với Việt Nam mình là họ tham gia giao thông phía bên trái. Cái này em cũng nhắc nhở luôn, lưu ý luôn để gia đình nhà mình. Ví dụ, cái quạ sang đường, lúc sang đường là cái rất là quan trọng. Mình sang đường theo phản xạ, theo thói quen, mình nhìn theo cái hướng đi của Việt Nam mình. Mà cái hướng đó không bao giờ có xe nó đi tới cả, nó đi ngược lại mình. Cho nên là thường xuyên khách Việt Nam khi qua đường thường xuyên xảy ra tai nạn là như vậy. Thì khi mà qua đường ở bên Thái, những lúc mình đi chơi, đi bộ, đi chơi một mình vào buổi tối, qua đường nhìn phải, nhìn trái, nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn khắp mọi nơi, rút trước giúp em, sau đó mình mới từ từ mình đi sang đường. Bên này người ta tham gia giao thông rất là nhanh và cứ đúng luật thôi. Kể cả mình đi bộ, sang đường, mình không có tín hiệu xin đường, mình không đi đúng cái chỗ vạch dành cho người đi bộ qua đường thì xảy ra tai nạn, mình tự chịu trách nhiệm. Cái xe đó nó có vấn đề gì mình phải đền nó nữa. Cho nên lưu ý về cái khi mà tham gia giao thông giúp em nha. Thì mình đi trên, nói chung thời gian mình ở trên xe mình đi và được hướng dẫn đưa đi là cái thời gian đó chiếm nhiều hơn là cái thời gian mình đi chơi tự do. Đi chơi tự do là thường là chỉ tối khuya muộn thôi, chứ còn lại trong chương trình tour của mình nó cũng kín đặc á, không có nhiều thời gian để cho nhà mình đi chơi tự do đâu. Nhưng mà đi theo đoàn bao giờ cũng lợi thế hơn, có hướng dẫn đưa đón đúng không ạ, có xe đưa đón, có gì hướng dẫn chăm lo cho, phục vụ cho. Đó là lý do vì sao cứ phải đi tour là như vậy. Như bạn kia bạn sang 26 lần rồi mà cũng bạn vẫn mua tour bạn đi, chứ bạn có đi lẻ đâu, đúng không ạ? Đó, thì nhà mình có bất kỳ vấn đề gì, khó khăn gì, kể cả những lúc nhà mình đi chơi một mình cần sự hỗ trợ, kể cả tụi em không đi cùng với đoàn nhưng mà luôn luôn có số điện thoại của hướng dẫn của trưởng đoàn Tuyền á, bất kỳ lúc nào gặp vấn đề vướng mắc gì khi mình đi chơi, nhà mình cứ gọi điện cho hướng dẫn để tụi em hỗ trợ gia đình nhà mình. Sao đến bên này rồi thì cái trách nhiệm của hướng dẫn và trưởng đoàn bên này là rất là cao nhất, là cho gia đình nhà mình làm sao để mình có cái chuyến đi nó thực sự là nó thoải mái, nó vui vẻ nha. Không biết là em nói tiếng Việt như vậy nhà mình nghe có rõ ràng không ạ? Nghe được đúng không ạ? Vì em thì nói giọng miền Bắc nhiều khi, nhất là các cô chú miền Tây á, là thường không có hiểu lắm. Và đôi khi là em phải nói rất là chậm á, thì các cô chú mới hiểu được. Hoặc là em nghe lại các những người miền Tây nói là em cũng phải cố gắng lắng nghe lắm em mới hiểu được. Cho nên là có cái gì mà nhà mình chưa có hiểu thì nhà mình hoặc nghe chưa có rõ thì nhà mình chia sẻ với hướng dẫn ngay nha. Để làm sao cho tụi em cố gắng là phục vụ cho gia đình nhà mình tốt nhất. Thì những cái điều mà về thông tin cơ bản về đất nước Thái Lan cung cấp cho gia đình nhà mình, chắc là nhà mình mệt lắm rồi, em sẽ cố gắng em nói nhanh để dành thời gian cho nhà mình, tranh thủ mình chợp mắt được một lát trước khi mình vào cái điểm tham quan. Thứ nhất là về đồng tiền tệ, sang bên này là bắt đầu tiêu bằng tiền Thái rồi nha. Cái thứ tự mà tiêu tiền ở bên này đó là thứ nhất cứ lấy tiền Thái ra xài, thứ hai hết tiền Thái lấy tiền đô ra đổi, thứ ba hết tiền đô rồi lúc đó mới lấy tiền Việt ra đổi tiền nha. Tiền Việt bên này nó mất giá. Kinh nghiệm đi tour các nơi cũng vậy, bất kỳ nước nào cũng vậy, mang đô đi ra nước đó đổi nếu như không đổi được ngoại tệ nước đó từ Việt Nam đó. Chứ còn đồng tiền Việt Nam mình đi ra bên ngoài nó rất là mất giá, cho nên là tiêu ở bên này
tại những cái điểm tham quan, tại đường phố các thứ này, ăn uống mình mua sắm ở những chợ búa, người ta chỉ lấy tiền Thái thôi, không lấy ngoại tệ. Cho nên ít nhiều cô chú anh chị mình phải có một chút tiền Thái ở trong người, để làm sao để mình ví dụ thèm uống nước, thèm ăn cái gì đó, mình có tiền Thái để mình chi tiêu. Còn một số điểm tham quan mua sắm của chính phủ Thái Lan, họ cho phép xài trả tiền Việt, tiền đô. Thì lúc đó làm sao ạ? Hết tiền Thái rồi, đầu tiên lấy tiền đô ra xài, thứ ba hãy lấy tiền Việt đó, để làm sao để nó đỡ mất giá. Còn ai mà chưa có đủ tiền đó thì lát nữa em sẽ hỗ trợ đổi cho gia đình nhà mình, mỗi người có chỉ cần lúc túi một chút chút thôi để mình có tiền mình chi tiêu nha, chứ còn giữ không có giữ tiền Thái trong người là không có xài được. Thì cái tỷ giá quy đổi bây giờ hiện tại là 100 đô la Mỹ tương đương với lại 3.050 bạc, 100 đô la Mỹ đổi được 3.050 bạc. Còn tiền Việt đổi là cái 1 triệu tiền Việt đổi được 1.300 bạc tiền Thái. Đó, cái này em cũng không biết là so sánh với Việt Nam là như nào, nhưng mà thường là qua bên Thái đổi nó mất giá hơn Việt Nam. Đó, thì lát nữa ai cần để hỗ trợ về đổi tiền em sẽ hỗ trợ cái đó cho gia đình nhà mình. Thứ hai nữa là về thông tin liên lạc, cái này cũng quan trọng, là cái nhu cầu rất là cấp bách của mọi người này, đúng không ạ? Mọi người vừa rồi ở sân bay đã có tranh thủ mua được sim điện thoại chưa ạ? Chưa. Chưa mua được đúng không ạ? Bởi vì qua bên Thái Lan này đó, bây giờ nhà mình để ý lại cái điện thoại của mình đi, là ai mà dùng cái sim trả trước á, trong tài khoản nó có tiền ấy, là sang bên này nó sẽ tự động nha, nó kết nối mạng quốc tế cho mình. Lúc đó và cái chi phí cái cước và kết nối mạng quốc tế này nó rất là đắt. Mình vẫn thấy có cuộc gọi từ Việt Nam đến, mình nhắc lên mình nghe là mình cũng mất tiền. Hoặc mình gọi điện về Việt Nam, tiền rất là cao. Hoặc là vẫn thấy internet nó vào Viber, Zalo, vẫn thấy nhận được tin nhắn là nó tự động nó kết nối 3G. Lát nữa kiểm tra ra tài khoản thấy trừ hết sạch tiền luôn. Cho nên ai không có nhu cầu giữ cái điện thoại của mình là phải kết nối với Việt Nam, không cần, trừ khi làm ăn buôn bán nhiều khi mình phải giữ, đúng không ạ? Còn nếu không có nhu cầu tạm thời mình để chế độ máy bay cho cái điện thoại của mình giúp em, để làm sao để tránh không có mất tiền oan nha. Thì cái cách phổ biến nhất ở bên này đó là sử dụng sim Thái. Tại sao ạ? Bởi vì bên này nhà hàng, khách sạn không có miễn phí wifi. Đó, và có miễn phí đi chăng nữa thì bên Thái đó, cái đồ mà cho không thì bao giờ nó cũng miễn phí, bao giờ thì nó cũng rất là kém chất lượng. Đó, chỉ có cái đồ nào mất tiền mua thì chất lượng nó mới tốt thôi. Đó, cho nên cho dù có miễn phí thì cũng không chắc đã dùng được. Cái này là chính khách em nói là wifi khách sạn gì mà trọng như rùa không có vào được. Thì cách phổ biến nhất là mua sim điện thoại. Thì trên đây em cũng có chuẩn bị sẵn một số sim rồi, đăng ký tên người Thái rồi. Tại sao phải nhấn mạnh cái này? Bởi vì nhà mình ra bên ngoài mà mua sim á, và trong cái siêu thị 7-Eleven nó có bán, nhưng mình phải trình hộ chiếu ra và làm cái thủ tục đăng ký cái tên của mình trong đó, nó rất là mất thời gian. Đó, để sao người ta quản lý cái tên của mình. Anh chị có làm bất kỳ vấn đề gì với đất nước Thái là người ta biết hết. Ở Thái Lan người ta sợ nhất là khủng bố, cho nên đó là lý do đầu tiên người ta kiểm soát rất là chặt cái vấn đề là sim điện thoại này, phải lưu thông tin người dùng rất là kỹ. Thì sim ở đây là em đăng ký tên người Thái hết rồi. Thì nhà mình lát nữa là có nhu cầu em lắp cái sim này vào, kích hoạt 3G lên là nhà mình dùng 3G thoải mái trong cái chuyến tour 5 ngày này. Đó, và tên của người Thái thì gia đình nhà mình cứ thoải mái mà dùng, nó có muốn khủng bố gì bên Thái Lan cũng không có sợ nha. Đó, người Thái người ta đứng tên hết rồi, không có sợ. Đó, thì về vấn đề wifi, điện thoại các thứ em sẽ hỗ trợ nhà mình lắp cái sim điện thoại đó và kích hoạt cái 3G. Ở đây là để có cái sim điện thoại đó, cái này cũng quan trọng. Em khuyên mỗi gia đình nhà mình nên có ít nhất một cái, để làm sao để có cái thông tin liên lạc với hướng dẫn. Nhiều đoàn là khách ví dụ như là không có mua, đến lúc đi lạc là coi như là không có biết đường mà gọi hướng dẫn được nữa. Vì đi thường đi cả gia đình bằng lạc là lạc cả cụm cả gia đình luôn, không có điện thoại gọi cho hướng dẫn. Đó, cho nên là mỗi gia đình nhà mình nên có một cái sim điện thoại nha, để thông tin liên lạc với hướng dẫn, mà chưa kể là ban đêm á, có vấn đề về sức khỏe nữa, còn có cái mà liên hệ. Thì em sẽ lắp cái sim đó và kích hoạt 3G cho gia đình nhà mình. Đi đâu cũng vậy, 24/24, bất kỳ lúc nào nhà mình cũng có internet để mình dùng. Cái sim điện thoại này là sim mà đã kết nối rồi, chỉ cần kích hoạt lên là được thôi. Rồi cái thứ hai cái quan trọng của đất nước Thái Lan nữa, đó là về cái chính trị và tôn giáo. Tại sao em phải nói cái này ngay từ ngày đầu? Bởi vì nó cũng là cái điều mà cần phải lưu ý cho nhà mình trong cái chuyến tour 5 ngày này. Thái Lan về chính trị là họ theo đất nước quân chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến. Nghĩa là sao ạ? Họ vẫn có hoàng gia đứng đầu. Có một cái sự kiện vào năm ngoái của đất nước Thái Lan chắc là nhà mình đã nghe nói đến đúng không ạ? Đó là sự kiện vua Rama thứ 9, vị vua trị vì lâu đời nhất ở đất nước Thái Lan. Ông mất và Thái Lan đẻ tang một năm. Đến năm ngoái, năm vừa rồi là tổ chức tang lễ. Đây là vị vua được người dân Thái rất là tôn sùng nha cả nhà, từ người lớn đến trẻ em. Người ta coi vị vua này giống như là một người cha của cả dân tộc Thái. Trên tờ tiền của người Thái là mình, bất kỳ tờ tiền nào từ đồng tiền giấy đến đồng tiền cắp đều có hình ảnh vua Rama thứ 9.
Thái thì đây là vị vua được người Thái rất là tôn trọng, cũng như chủ đề về hoàng gia bên Thái là một chủ đề mà đó là lý do vì sao đây là một cái chủ đề nó hơi nhạy cảm ở bên đất nước Thái. Nhạy cảm ở chỗ là em đi đoàn như này nhiều khi người Việt mình đó hay nói vui hay cà chớn hay hỏi những cái câu mà đối với em là người Việt em nghe em hiểu biết là đùa thôi không sao, nhưng người Thái người ta nghe người ta nghĩ rằng là à đang có một nói nó không có hay về hoàng gia của họ. Thì đấy là lý do vì sao mà hướng dẫn người Thái người ta không có đứng trên tour được như là hướng dẫn người Việt như tụi em. Có trường hợp xảy ra cự cãi đánh nhau và người Thái người ta bỏ về đó vì người ta cảm thấy bị xúc phạm khi mà khách xúc phạm đối với lại nước vua, đối với hoàng gia của họ. Cho nên đây là chủ đề mà nhà mình lưu ý giúp em. Ví dụ trên xe này thì thoải mái chia sẻ với em nha, thắc mắc vấn đề gì cứ hỏi em. Trong phạm vi cái gì em chia sẻ được cho nhà mình, kể cả thâm cung bí sử của đất nước Thái em cũng sẽ kể hết cho nhà mình. Nhưng mà bước xuống xe và các điểm tham quan công cộng chẳng hạn này đó, chủ đề về hoàng gia mình hạn chế mình bình luận đó. Hoặc là ví dụ một hành động như thế này thôi, nhìn thấy một tấm hình nhà mình muốn thắc mắc đó là hình của ai, đừng chỉ một ngón tay mà chỉ cả bàn tay giúp em đó. Hướng dẫn ơi, đây là hình của ai, đây là ông vua thứ mấy, đây là bà hoàng hậu có phải không, mình chỉ cả bàn tay giúp em. Chỉ một ngón tay là người Thái cũng cảm thấy rất là xúc phạm. Nếu mà nhẹ nhàng thì không sao, người ta khó chịu người ta sẽ ra người ta nhắc hướng dẫn là nhắc khách của hướng dẫn đi. Còn nếu không á thì người ta sẽ ra người ta nói thẳng với mình luôn. Đó, cho nên đây là vấn đề lưu ý này. Hoặc là khi mình đánh rơi tờ tiền nữa chẳng hạn, nhiều trường hợp dùng chân dẫm lên tờ tiền theo phản xạ mà người Thái nhìn thấy hành động đó người ta cũng không thích. Đó nha, thì nhờ lưu ý cái điều đó giúp em. Cái thứ hai nữa là về tôn giáo, cũng là chủ đề mà hơi nhạy cảm. Bởi vì Thái Lan là đất nước mà 95% dân số là theo đạo Phật. Dân số Thái Lan 70 triệu người thì 95% theo đạo Phật. Mà đạo Phật Thái Lan là đạo Phật nguyên thủy hay còn gọi là đạo Phật tiểu thừa đó. Đó, trong các chùa của ngôi Thái, của Thái nhà mình sẽ chỉ thấy là thờ duy nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Đó, cho nên là chủ đề về tôn giáo bên Thái cũng là chủ đề nhạy cảm. Như em chia sẻ là nhiều khi khách cũng hay hỏi hay phát ngôn những câu nó không phù hợp, nhất là ở trong cửa chùa nữa, thì đó là một cái điều mà mình không có nên. Đây là đất nước rất là tâm linh nha cả nhà. Có những cái 9 năm em đi tour như này, kinh nghiệm xảy ra rồi, khách vào chùa khách phát ngôn những câu không phù hợp và về nhà xảy ra những cái việc không có hay, phải quay ngược lại bên Thái Lan này để đi làm sao đi tạ lễ. Cho nên là lý do đó, đây là cái điều mà bao giờ cũng vậy, hướng dẫn lên xe phải nhắc nhở và chia sẻ với du khách đầu tiên để mình lưu ý. Để mình qua Thái thì nói về cái Phật giáo cũng như sự Phật giáo phát triển cũng như việc duy trì về Phật giáo nguyên thủy. Trên thế giới này người ta phải thừa nhận là Thái Lan là đất nước duy trì được và phát triển nhất. Đi bên Thái mình sẽ thấy đâu đâu cũng thấy chùa. Chùa cả đất nước Thái Lan là hơn 43.000 ngôi chùa và thủ đô Bangkok là 362 ngôi chùa ở thủ đô Bangkok. Chùa và trường học luôn luôn xây dựng cạnh nhau, đó là một cái điều đặc biệt ở bên đất nước Thái. Vì người Thái người ta được học về Phật pháp ngay từ nhỏ và ngôi chùa giống như là một cái nhà sinh hoạt cộng đồng, một cái mái nhà chung đó. Tất cả mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời người dân Thái tổ chức ở trong chùa hết, chứ không có tổ chức ở đâu, ở khách sạn, nhà hàng hay ở nhà. Đám ma, đám cưới, đó, lễ đi tu, tất cả đều tổ chức trong chùa hết, không có tổ chức ở nhà riêng. Cho nên là ngôi chùa giống như là nhà sinh hoạt cộng đồng và đâu đâu cũng nhìn thấy chùa là như vậy. Nhưng mà có một điều đặc biệt bên đất nước Thái nữa mà nhà mình đi, nhà mình sẽ thắc mắc và hỏi em. Và cũng có thể là cô chú anh chị mình ở miền Nam em nghĩ là cũng biết cái điều này rồi. Đó là sao ạ? Bên Thái nhà mình đi mình sẽ thấy ngoài thờ về Phật giáo, người Thái còn thờ một vị thần nữa, rất là linh thiêng. Đó, vị thần gì nhà mình có biết được không ạ? Mình ở gần Campuchia có lẽ mình cũng sẽ biết đó. Vị thần bốn mặt đúng không ạ? Vị thần bốn mặt, Phật bốn mặt, người Việt mình hay gọi Phật bốn mặt. Vị thần bốn mặt này thì người Thái thờ giống như là một vị thần bảo hộ, hộ mạng đó, thần tài nữa. Người ta lập miếu thờ thần bốn mặt này trước cửa nhà người ta như một vị mà sao ạ, vị thần phù trợ mọi mặt về gia đạo, về sức khỏe, về công việc. Rồi trước cửa các cơ sở làm ăn kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, thậm chí là cơ quan công sở, người ta thờ vị thần bốn mặt này giống như là thờ thần tài. Đi đâu mình sẽ nhìn thấy nha, vị thần có hình dáng là bốn khuôn mặt, tám cánh tay. Và trong tín ngưỡng của người Thái đó là vị thần mà sao đại diện cho bốn phương tám hướng, cầu gì được đấy, rất là linh nha. Đó, cách đây 3 tháng là người mà ở Việt Nam mình những cái nhân vật nổi tiếng ấy, kể cả các vị quan chức qua bên Thái này đi lễ miếu thờ thần bốn mặt rất là nhiều, mà người gần đây nhất mà tụi em đi tụi em gặp và chụp hình được đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà đi sang đây cùng với lại một nhóm các fan hâm mộ đó, đi đến lễ miếu thờ thần bốn mặt đi trả lễ tại đó. Thì trong chương trình tour của gia đình nhà mình cũng sẽ được đi lễ tại một ngôi miếu thờ thần bốn mặt mà linh thiêng nhất trên đất nước Thái Lan, đặt tại trung tâm thủ đô Bangkok. Chương trình mình sẽ được đi lễ tại ngôi miếu đó. Thì em chỉ sơ qua một chút những cái thông tin như vậy cho gia đình nhà mình thôi. Còn thêm một hai cái điều lưu ý khi mình đi tour nữa. Thái Lan là đất nước tự do, người ta gọi đây là đất nước tự do. Những cái gì được phép thì cứ chơi, chơi thoải mái, chơi tẹt ga, chơi tới bến luôn. Em lấy ví dụ như mại dâm được cấp phép của Thái Lan đó.
ám mại dâm là được cấp phép nha cả nhà, và được cấp phép dưới Pattaya. Cái đoàn mẹ mới tiễn sáng nay á, chia sẻ nhà mình luôn, em đi là đoàn đó là quan chức của Quảng Ninh, ban quản lý các công trình giao thông của Quảng Ninh, đi là toàn bộ là nam giới hết, xuống dưới Pattaya là gần như cả đoàn đi chơi luôn, đi gọi như là đến các địa điểm kinh doanh mại dâm đó luôn. Vì em nói rằng là sang bên Thái cái gì được phép cứ chơi tới bến thì miễn là có tiền. Nhưng mà có những cái thì họ lại cấm rất là nghiêm ngặt. Thứ nhất là casino đánh bài đánh bạc cấm nha. Cho nên lưu ý là tránh cái điều đó giúp em. Trên xe có ai cầm bộ bài đi thì cất đi ạ. Vì bên này đánh bài người Thái trông thấy, người ta sẽ gọi cảnh sát báo đến, người ta sẽ nhận được 5% tiền thưởng từ cái tiền mình phạt, mình bị phạt đó. Tùy theo nặng nhẹ, mình bị phạt tiền bao nhiêu thì người ta ăn 5% trên cái tiền phạt đó. Cho nên là ai người ta chỉ chăm chăm bắt cái người đánh bài đánh bạc để người ta lấy tiền thôi nha. Thì cái thứ hai nữa đó là về hút thuốc lá. Bên Thái thì hút thuốc lá điện tử là cấm tuyệt đối 100%. Ai hút thuốc lá điện tử thì lưu ý đừng có hút ở bên Thái. Cái đó được coi là cũng chất gây nghiện rồi. Còn hút thuốc lá bình thường thì tại các nơi công cộng luôn luôn tìm để ý cái việc được phép hút thuốc ở chỗ nào thì mình ra đó hút. Còn lại đừng có hút khắp mọi nơi nha. Ngoài bờ biển Thái Lan là tất cả các bờ biển họ bảo vệ môi trường, họ cấm hút thuốc lá tràn lan trên bờ biển, họ chỉ cấm một số những cái biển đến ra đúng cái vị trí này hút thôi. Và nếu vi phạm bị phạt 2.000 bạt. Đoàn của em đi cái đoàn nam thanh niên mà em vừa kể đấy là mất 4.000 bạt, bởi vì các anh ấy cái lúc mà nghiện lên không có kiềm chế được, cứ lén lén hút mà cứ bảo chắc là cảnh sát không thấy đâu, nhưng mà người Thái người ta biết, người ta làm sao người ta mách cảnh sát ra, bởi vì họ bảo vệ cái sự trong sạch đất nước của họ đó. Cho nên lưu ý đi đâu cũng vậy, luôn luôn tại những điểm công cộng luôn luôn để ý chỗ nào được hút thuốc thì hút. Còn trong phòng khách sạn mình tuyệt đối là cấm nha, nếu hút thuốc trong phòng khách sạn bị phạt 2.000 bạt. Trong phòng có để gạt tàn, anh chị mình vui lòng ra ban công hút thuốc giúp em. Trong phòng có hai cái loại hoa quả cấm không có được mang vào, đó là măng cụt và sầu riêng. Đúng không ạ? Sầu riêng thì nhà mình biết rồi, còn măng cụt thì cái nhựa, cái mủ của măng cụt á, người ta đã thấy được rằng là riêng cái mủ của măng cụt không có một loại thuốc tẩy nào tẩy được, mà phòng thì chăn ga gối đệm đều màu trắng. Không thể tránh được cái chuyện là dây dắt lên đó, cho nên hai loại quả này mình mang vào phòng mình sẽ bị phạt 2.000 bạt. Đó, trên xe này không có được mang. Trên xe này những cái đồ ăn, đồ uống như là kem, nước dừa, những cái đồ mà ngọt á, mình cũng tránh mang lên xe giúp em. Bởi vì cái chỗ mình giữ cái vệ sinh cho cái xe của mình khi mình đi lại trong 5 ngày, vì thời gian mình ngồi trên xe là chủ yếu là nhiều mà. Đó, thì cái điều đó mình lưu ý giúp em nha. Thôi cũng rất là nhiều thông tin rồi đúng không ạ? Thế nhà mình cũng rất là mệt mỏi rồi, thì em sơ qua một chút như vậy thôi, để cho nhà mình tranh thủ mình chợp mắt mình nghỉ ngơi. Cái điểm tham quan đầu tiên mà gia đình nhà mình sẽ ghé vào thì có tên là ngôi chùa Wat Sa Kẹt, hay còn gọi là chùa một núi vàng. Đây là một cái ngôi chùa người ta có thể nói là mắt ngọc của thủ đô Bangkok. Ngôi chùa nằm trên một cái ngọn đồi và ngay chính giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Đây cũng là một ngôi chùa rất là cổ, được xây dựng từ đời vua Rama thứ 3 của Thái Lan, là từ đầu những năm 1800 đó là được xây dựng từ đời đó. Thì ngôi chùa xây trên một cái ngọn đồi, cho nên mình sẽ leo khoảng 300 bậc tam cấp để đi lên trên cái ngôi chùa đó. Nhưng mà họ xây dựng rất là thoải thôi, đi lên thong thả mình đi lên. Thì trong ngôi chùa này là nơi mà người ta thờ, thứ nhất thờ bảo tháp xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ hai là thờ một cái cuốn kinh cổ đó. Nhà mình xem phim Tây Du Ký rồi đúng không ạ? Nói phim Tây Du Ký ai cũng biết. Tây Du Ký là một bộ phim mà có thật, nói về một cái sự kiện có thật trong lịch sử, đó là nhà sư đời Đường đúng không ạ, đi sang Tây Trúc thỉnh kinh. Thì đó là một cái sự kiện có thật, và cái trong ngôi chùa Wat Sa Kẹt này cũng là nơi mà được thờ được một cái bộ kinh cổ từ cái thời kỳ đó. Tuy nhiên là mình cũng không có cơ hội được chiêm ngưỡng, bởi vì để bảo vệ cho cái bộ kinh đó không có bị hỏng khi mà ra bên ngoài tiếp xúc với bên ngoài, cho nên là họ thờ bên trong bảo tháp sâu trong lòng chùa đó. Nhà mình vào mình chỉ nhìn thấy là cái bảo tháp, còn bên trong lòng bảo tháp đó là bộ kinh mình không nhìn thấy nha. Thì lên lễ chùa này là nhà mình lên, em sẽ đưa gia đình nhà mình lên. Ai mình theo đạo Phật, ai mình tâm linh thì em sẽ hướng dẫn mình vào để mình đi lễ chùa như thế nào. Và đây cũng là ngôi chùa mà xin quẻ xăm đầu năm cực kỳ là thiêng của bên đất nước Thái. Thì giới thiệu sơ qua một chút như vậy thôi, lát nữa đến nơi sẽ chỉ dẫn gia đình nhà mình đi lên tham quan nó kỹ hơn. Rồi bây giờ thì nhà mình tranh thủ mình chợp mắt mình nghỉ ngơi nha. Ai có nhu cầu lắp cái sim điện thoại thì em sẽ hỗ trợ lắp cái sim điện thoại đó nha. Cái sim này là 300 bạt nha cô chú anh chị mình nha, tương đương với tiền Việt là 230.000 tiền Việt đó. Thì trong đó là nó có internet, còn nó không có tiền đủ để mình gọi về Việt Nam theo cách thông thường. Nó chỉ đủ tiền để mình gọi trong phạm vi đất nước Thái Lan này thôi, cùng với hướng dẫn thì có vấn đề gì. Còn nhà mình gọi về Việt Nam thì mình gọi cách nào ạ?
dùng Viber, dùng Zalo, dùng FaceTime, những cái cách mà ở Việt Nam mình vẫn dùng đó, gọi qua video call không có mất tiền gì nữa. Nghĩa là cứ có mạng internet là mình dùng được mấy cái phương tiện đó đúng không ạ? Thì không có mất tiền nha. Đó thì ai cần thì mình em sẽ hỗ trợ lắp cái sim đó cho mình. Không mua không? Nó xài một cái thôi. Trang cherry. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.